Trời ơi các bác ơi, có lẽ là người Nhật họ bỏ quên cái em này. Em bể bơi quá các bác ạ. Một cái em máy xay sinh tố đến từ thương hiệu Yoshirushi. Còn voi với mã BM-RS08 phải nói rằng là dùng cực kỳ ít luôn các bác nhá. Đó, bên ngoài hình thức còn rất là đẹp này. Đó, công suất thì rất là cao, 225W. 225W đây, các bác nhìn thấy rõ không ạ? 225W, dung tích là 750ml. Đó, em này sản xuất tại Trung Quốc thôi. Vì bây giờ các công ty nhà máy của Nhật Bản họ dịch chuyển sang bên Trung Quốc rất là nhiều rồi. Thì mới cạnh tranh được về giá với các dòng thương hiệu khác nữa. Nhưng chất lượng thì là vẫn là chất lượng của Nhật Bản các bác nhá. Đặc biệt là với cái thương hiệu Yoshirushi này, là một cái thương hiệu mà Đồ Nhật Thanh Huyền không phải giới thiệu nhiều nữa, mà nó rất là nổi tiếng ở tại Việt Nam mình rồi. Cái lưỡi dao đây, lưỡi dao là được thiết kế theo hình W, hai lưỡi, bốn cánh. Và gì ạ, đó là một lưỡi dao bằng titan luôn. Các bác có thể xay đá bào ra được đây. Rồi tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi xay đá bào luôn em nó. Em này thì nó rất đặc biệt ở chỗ là chúng ta muốn mở được nắp là chúng ta phải ấn nút này. Đấy, nó lên cái đẫy này. Rồi, mở ra. Cái gioăng đen này là rất là dày, rất là xịn luôn. Rồi chúng ta cùng nhau đi xem ở bên trong. Bên trong máy lưỡi dao đây. Đó, rất là sắc. Máy dùng rất là ít. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho đá vào để xay thử em nó luôn nhá. Rồi, đá đây, 3 viên siêu to luôn các bác ạ. Và chúng ta sẽ đậy đắp lại. Và để phải nhớ phải khực lại cái này các bác nhá. Đấy, đảm bảo an toàn. Và phía dưới đây chúng ta thấy có hai hàng nút. Màu đỏ là tắt này, màu xanh đen này là bật này. Rồi, trong mấy giây. Wow. Xoay quá. Chế độ này thì mạnh hơn. Trong vòng bao nhiêu giây các bác? Hơn chục giây thôi đúng không ạ? Hơn chục giây. Mà chúng ta cùng nhau xem. Wow. Hay là đá bảo đây cái độ tinh của em nó đây. Đây các bác ơi, làm đá bào thoải mái luôn nhá. Lưỡi dao siêu sắc, lưỡi dao titan. Đá mà còn xay được, huống hồ là nếu như bác nào mà không muốn mua về làm máy xay sinh tố thì các bác có thể xay cua đi nữa cũng ok, thoải mái luôn. Và giá của một cái em máy này là bao nhiêu tiền ạ? Một cái em máy VIP đến từ thương hiệu Yoshirushi này, dung tích 750ml này thì là giá bao nhiêu? Giá chỉ với là 1.300.000 đồng các bác nhá. 1.300.000 đồng mà chúng ta sở hữu ngay được một cái em máy xay sinh tố đến từ thương hiệu Con Voi, vô cùng đỉnh đám này, nặng 2,5 cân. So sánh với những cái dòng máy bình thường kia thì nó nặng hơn rất là nhiều. Lý do tại sao nó nặng hơn, chúng ta chỉ cần quan tâm rằng à, nó nặng hơn chỉ vì là nó dùng các nguyên liệu cấu tạo lên nó là những loại tốt các bác nhé. Chất lượng thì rất là đảm bảo, mặc dù là sản xuất tại Trung Quốc đi nữa nhưng mà vẫn là chất lượng của Nhật Bản luôn. Bác nào ưng ý em nói rồi thì hãy mau chóng liên hệ ngay với Đồ Nhật Thanh Huyền theo số điện thoại ở góc phải màn hình chúng ta đang thấy, 0936811346 hoặc 0901218555. Đồ Nhật Thanh Huyền có bán hàng trực tiếp tại địa chỉ số 9 ngõ 114 đường Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Hoan nghênh các bác đến mua hàng trực tiếp hoặc có thể liên hệ qua Zalo. Ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% sẽ được bao ship toàn quốc. Video xin phép được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền.